Chúng ta tiếp tục với câu số 21. Trong cái video này thì chúng ta sẽ bắt đầu giải tiếp 10 câu còn lại của 30 bài toán biểu đồ Venn. Trong phần 1 của video này thì chúng ta đã giải được 20 câu đầu tiên. Bây giờ chúng ta bắt đầu tiếp tục 10 câu cuối cùng. Câu 21. Lớp 10B có 46 học sinh, trong đó có 20 em thích môn văn, 23 em thích môn toán, 13 em thích môn sử, 8 em không thích môn nào, 7 em thích cả 3 môn. Hỏi số em chỉ thích một môn trong 3 môn trên là bao nhiêu? Rồi, chúng ta bắt đầu với cái phần bài câu 21 này. Ở đây nó có 3 môn, xem như là 3 tập hợp. Đó là môn văn, số bạn thích môn văn, số bạn thích môn toán và số bạn thích môn lịch sử. Chúng ta cũng đi vẽ 3 cái biểu đồ Venn ra. Đây là số bạn thích môn văn này, số bạn thích môn toán và số bạn thích môn lịch sử. Số bạn thích môn lịch sử. Rồi, lịch sử. 8 em không thích môn nào, 7 em thích cả 3 môn. Hỏi số em chỉ thích một môn trong 3 môn trên là bao nhiêu? Thì đối với những cái bài toán mà tính chỉ thích một môn thì chúng ta sẽ điền dần dần đi từ trong cái lõi đi ra ngoài. Và nếu như có đầy đủ thì chúng ta cứ trừ lần lần ra. Còn nếu như không thì chúng ta sẽ đặt ẩn cho bài toán, được chưa? Ở đây chúng ta có là lớp học này có 46 học sinh, 46 học sinh mà trong đó là có 8 em không thích môn nào, có 8 em không thích môn nào. Thì chúng ta tính được là số học sinh mà thích ít nhất một môn á. Số học sinh thích ít nhất một môn. Ít nhất một môn. Có nghĩa là có thích một môn trong 3 môn trên thì sẽ liệt vào trong cái phạm vi của những cái biểu đồ Venn này. Thì số bạn thích ít nhất một môn sẽ là 46 trừ đi 8. Được chưa? Vì có 8 em không thích môn nào cả. 46 trừ 8 đi thì sẽ còn 38 học sinh. Chúng ta có 7 em thích cả 3 môn. Như vậy là trong cái phần gieo 3 cái biểu đồ Venn này nó sẽ là 7. Cái chỗ này là 7 nè. Rồi, có 20 em thích môn văn, có nghĩa là tập hợp cái vòng tròn môn văn là có 20 em. Có 23 em thích môn toán, có 16 em thích môn sử. Vậy thì đề bài nó chỉ có cho như vậy thôi. Thì gọi môn văn là tập hợp A đi. Nếu như có dùng thì chúng ta sẽ gọi nó ra cho nó dễ. Tập hợp môn toán là tập hợp B. Tập hợp cái em thích môn sử là tập hợp C. Ở đây người ta cho là NA bằng 20, NB bằng 23 và NC bằng 16. NC bằng 16, được chưa? Rồi, và cái 38 học sinh này nó chính là NA cộng NA hợp với NA hợp B hợp C. A hợp B hợp C đã bằng 38. Đề bài nó chỉ cho như vậy thôi. Rồi, bây giờ người ta yêu cầu đó là hỏi số em chỉ thích một trong 3 môn trên thì chúng ta không thể nào mà áp dụng công thức vào đây được. Cho nên bài toán, những bài toán như thế này thì chúng ta phải đặt ẩn này. Gọi số em chỉ thích môn văn là A, số em chỉ thích môn toán là B và số em chỉ thích môn lịch sử là C. Và theo yêu cầu của đề bài chúng ta sẽ đi tính A cộng B cộng C bằng bao nhiêu. Thôi, số em mà chỉ thích môn văn á, là nó nằm ngoài cái phần này thôi nè em. Nó nằm trong cái phần mà thầy gạch chéo thôi nè. Ví dụ như chỉ thích môn văn là nó nằm trong cái phần này thôi nè. Đó là chỉ thích đúng một môn văn thôi. Còn số em chỉ thích môn toán thì tương tự bên đó. Số em chỉ thích môn sử thì tương tự cái phần này. Đó, thấy chưa? Thì thầy không có gạch nhiều, nhìn nó rối. Rồi, ở đây thì chúng ta phải gọi thêm cái ẩn cái chỗ này nữa. Thầy gọi ở đây là x, ở đây là y, ở đây là z. X, y, z đó là số em mà chỉ thích đúng hai môn, đó là môn văn với môn toán. X là phần này nè. X là mình gọi cho nó tách biệt ra luôn, mình sẽ không có gọi bị trùng. Bởi vì bài toán đặt ẩn thì các em đã đặt ẩn rồi thì các em sẽ đặt những cái ẩn đó tách biệt với nhau và không có ẩn nào mà liên quan tới ẩn nào hết. Có nghĩa là A là chỉ có cái phần chỉ thích môn văn thôi, nó không liên quan đến X, nó không liên quan đến số 7 và nó không liên quan đến cái Z này. X là những bạn chỉ thích môn toán và môn văn, có nghĩa là thích đúng hai môn thôi. X nó sẽ không liên quan đến 7 và cũng không liên quan đến A. Đó, được chưa? Y là số bạn chỉ thích môn toán và sử, có nghĩa là thích đúng hai môn toán và sử. Còn Z là số bạn thích đúng hai môn văn và sử, nó không có liên quan gì với nhau. Tất cả những cái ẩn mà chúng ta gọi không liên quan gì với nhau. Bởi vì nếu như mà chúng ta gọi ẩn mà nó bị ẩn này nó chứa ẩn kia thì chúng ta sẽ rất là khó làm, được chưa? Như vậy thì chúng ta đặt A, B, C, X, Y, Z như hình vẽ, được không?
đặt A, B, C, X, Y, Z như hình nghĩa. Thầy không có giải thích rõ ra A, B, C là gì, X, Y, Z là gì, bởi vì nó rất là dài. Thì thầy đã nói thôi, còn em chung khi ghi vào trong bài thì chúng ta ghi như thế này: A, B, C, X, Y, Z như hình vẽ. Rồi, như vậy là chúng ta có là gì đây? Có 20 em thích môn văn, có 20 em thích môn văn, có nghĩa là tổng lại A cộng X cộng Z cộng 7 sẽ bằng 20. Đó, nguyên cả cái vòng tròn môn văn thì nó sẽ là 20. Vậy thì vòng tròn môn văn nó sẽ được tính tổng bởi A này, cộng X cộng 7 cộng Z đó, tính tổng hết cái đó lại nó sẽ bằng 20, được không? Rồi, có 23 em thích môn toán, 23 em thích môn toán nó chính là B cộng X cộng Y cộng 7 sẽ bằng 23. Có 16 em sẽ thích môn sử, 16 em thích môn sử sẽ là C cộng Y, C cộng Y cộng Z cộng 7 sẽ bằng 16, được chưa? Đó. Như vậy thì từ ba cái phương trình này thầy cộng vế theo vế lại thì thầy suy ra cái gì? Lấy 1 cộng 2 cộng 3 nha. Lấy 1 cộng với 2 cộng với lại phương trình 3. 1 cộng 2 cộng 3 thì thầy được là A cộng B cộng C. Đó. Rồi. Chúng ta có là x cộng z cộng x cộng y cộng y cộng z thì nó chính là 2x cộng 2y cộng 2z. Đặt 2 ra ngoài thì bên trong nó sẽ là x cộng y cộng z. Rồi 7 x 3 là 21. 21 bằng 20 cộng với 23 cộng với 16, chúng ta cộng cái đó lại. Năm mươi chín. Rồi, như vậy thì suy ra A cộng B cộng C cộng với 2 lần X cộng Y cộng Z bằng 59 trừ đi 21 bằng 38. Như vậy chúng ta được phương trình thứ tư. Thì cái phương trình thứ tư này á, cái mà mình cần tìm, các em thấy cái mình cần tìm là A cộng B cộng C. Thì ở đây các em đâu có cần phải tìm rõ ra A bằng bao nhiêu, B bằng bao nhiêu, C bằng bao nhiêu. Xem như cả cái A cộng B cộng C là một ẩn, thì cái X cộng Y cộng Z còn lại nó sẽ là một ẩn. Sao các em được không? Cái X cộng Y cộng Z còn lại nó sẽ là một ẩn. Thì xem như cái phương trình thứ tư nó là phương trình hai ẩn. Một ẩn là A cộng B cộng C, một ẩn là X cộng Y cộng Z. Đó. Vậy thì bây giờ muốn tìm A cộng B cộng C thì em chỉ cần tìm thêm một cái phương trình có chứa A cộng B cộng C và X cộng Y cộng Z nữa thôi là được. Sao được chưa? Đó. Vậy thì chúng ta có là A cộng B cộng C cộng với 2 lần X cộng Y cộng Z nó sẽ bằng 38. Rồi, được một phương trình ha. Phương trình thứ hai đó là cái gì? Phương trình thứ hai nó sẽ là tổng số học sinh mà nằm trong cái phạm vi mà cái vòng tròn của những cái vòng tròn này á, nó sẽ là bằng 38. Nghĩa là A cộng B cộng C cộng X cộng Y cộng Z cộng với 7 sẽ bằng 38. Đó, như vậy tương đương A cộng B cộng C cộng với X cộng Y cộng Z nó sẽ bằng 38 trừ đi 7 thì còn lại là 31. Đặt phương trình này là phương trình thứ năm. Từ 4 và 5 chúng ta suy ra được giải hệ phương trình thôi. Thầy nhắc lại là phương trình 4 với phương trình 5 xem như nó là một cái hệ phương trình mà cả cái A cộng B cộng C là một ẩn, cả cái X cộng Y cộng Z là một ẩn, được chưa? Thì mình được hai cái phương trình theo hai cái ẩn đó. Bây giờ giải hệ phương trình nó ra thì thầy sẽ được là, rồi các em bấm giải hệ phương trình và là được nha. Giờ thầy giải phương trình cho em xem, các em lấy máy tính bấm ha. 1 này, 2 này, 38. Phương trình thứ hai là 1 1 31. Rồi 24 và 7. Như vậy ẩn đầu tiên chính là A cộng B cộng C bằng 20 24 và ẩn thứ hai X cộng Y cộng Z sẽ bằng 7. Mà người ta hỏi là A cộng B cộng C bằng bao nhiêu, vậy mình trả lời là 24. Thì giờ đáp án C. Được không em? Đó, những bài như thế này thì nhìn thì nhiều ẩn nhưng mà thật ra thì nó đơn giản thôi. Rồi. Câu 21 đáp án C. Câu 22. Câu 22. Ở xứ thần thoại, ngoài các vị thần thì còn có các sinh vật gồm có 33 con người, 33 con người, 299 con yêu quái một mắt, 228 con yêu quái tóc rắn và yêu quái vừa một mắt vừa tóc rắn. Tìm số yêu quái vừa một mắt vừa tóc rắn, biết rằng tổng số sinh vật sẽ là 480. Thì ở đây chúng ta có là con người là 33,
299 yêu quái một mắt, 228 con yêu quái tóc rắn, và có bao nhiêu đó con yêu quái vừa một mắt vừa tóc rắn, và tổng số sinh vật sẽ là 480. Thì ở đây nó chỉ có hai tập hợp thôi, bởi vì con người là nó mình biết rồi, cái này là yêu quái một mắt này, yêu quái một mắt là một tập hợp, yêu quái tóc rắn là một tập hợp. Bây giờ cái phần giao nhau giữa chúng á, nó sẽ là yêu quái vừa một mắt, vừa một mắt, vừa tóc rắn. À, vừa tóc rắn. Thế thì mình cần tìm cái này, mình cần tìm cái số lượng này là bằng bao nhiêu. Trong đó số yêu quái một mắt thì đặt tại tập hợp A, số yêu quái tóc rắn thì đặt tại tập hợp B. Đề bài nó cho là tập NA nó sẽ bằng 299. Đề bài cho tập hợp B có số lượng là 228. Đề bài nó yêu cầu là tìm số yêu quái vừa tóc rắn vừa một mắt, thì nó sẽ yêu cầu tìm N của A giao B. Đó. Mà chúng ta có công thức là NA hợp B. NA hợp B chính là bằng NA cộng với NB trừ đi N của A giao B. Đó. Thì bây giờ muốn tìm NA giao B thì phải có N của A hợp B. NA hợp B có nghĩa là tổng số yêu quái mà tóc rắn và một mắt là trong cái vòng tròn này nè. Mà chúng ta biết nó là có 480 con sinh vật. Mà trong số cái sinh vật này á, trong tổng số sinh vật này bao gồm con người và yêu quái. Nhưng mà số con người là 33 rồi, có 33 con người, vậy số yêu quái, tổng số yêu quái sẽ là 480 trừ đi 33 bằng NA là 299 cộng với NB sẽ là 228. Vậy từ đây chúng ta suy ra N của A giao B sẽ bằng 299 cộng 228 rồi trừ đi cho thằng 480 trừ 33, 480 thêm trừ đi 33 sẽ 447, chuyển về qua trừ 447, rồi lấy hai này trừ nhau 299 cộng 228 trừ 447, vậy là bằng 80. Rồi vậy thì tổng số yêu quái vừa một mắt vừa tóc rắn sẽ là 80, chọn đáp án A để chơi game. Câu 20A. Xin lỗi, câu 22A. Câu 23. Lớp y khoa có 200 sinh viên làm bài kiểm tra vật lý, biết rằng đề thi có 3 câu và ai sai từ 2 câu trở lên sẽ bị rớt môn. Sau khi công bố kết quả thì được bảng tổng hợp như sau: có 90 sinh viên làm được câu 1, 84 sinh viên làm được câu 2, 99 làm sinh viên làm được câu 3, có 8 sinh viên làm đúng hết cả 3 câu. Tất cả sinh viên đều làm đúng ít nhất một câu, có nghĩa là trong tổng số sinh viên á, trong tổng số 200 sinh viên này thì không có cái sinh viên nào mà không biết làm câu nào hết, nghĩa là tệ nhất người ta cũng làm được một câu. Đó. Tìm số sinh viên rớt môn. Tìm số sinh viên rớt môn. Vậy thì ở đây chúng ta có 3 tập hợp nha. Đây là biểu đồ Venn ba biến. Chúng ta có 3 tập hợp. Tập hợp những sinh viên làm được câu 1 là tập hợp A. Tập hợp những sinh viên làm được câu 2 thì đặt đó là tập hợp B. Và tập hợp những sinh viên làm được câu 3 thì đặt đó là tập hợp C. Rồi, ở đây chúng ta có theo đề bài là 90 sinh viên làm được câu 1 thì nó là NA bằng 90. Có 84 sinh viên làm được câu 2 thì nó là NB sẽ bằng 84. Có 99 sinh viên làm được câu 3 thì nó là NC bằng 99. Có 8 sinh viên làm đúng hết cả 3 câu. 8 sinh viên làm đúng hết cả 3 câu là cái phần nhỏ nhỏ trong số 8 nè. Bài này thực chất nó dạng nó giống câu 21 đó các em. Dạng nó giống câu 21. Thấy nó to giống không? Nó cho số phần tử của cả 3 tập hợp. Nó cho số phần tử giao của 3 tập hợp đó. Rồi người ta nói là tìm số sinh viên rớt môn. Tìm số sinh viên rớt môn. Mà cái quy định rớt môn là gì? Sai từ 2 câu trở lên sẽ bị rớt môn, các em cẩn thận nha. 90 sinh viên, 84 sinh viên, 99 sinh viên là những sinh viên làm được câu 1, làm được câu 2, làm được câu 3. Đó. Có 8 sinh viên làm được cả 3 câu. Còn ở đây người ta nói là tìm số sinh viên rớt môn, mà sinh viên rớt môn chính là sinh viên sai từ 2 câu trở lên. Sai từ 2 câu trở lên. Rồi. Sai từ 2 câu trở lên thì nó sẽ bị rớt môn, có nghĩa là những đứa nào mà rớt môn, sai từ 2 câu trở lên có nghĩa là làm đúng một câu, làm đúng chỉ một câu
À, sai từ hai câu trở lên có nghĩa là những đứa đó làm đúng chỉ một câu thì những đứa đó sẽ là những đứa bị rớt môn. À, được chưa? Vậy thì làm đúng chỉ một câu chính là những cái phần này này, thấy giống bài này không? À, những sinh viên mà làm đúng chỉ một câu thôi là cái phần phía ngoài này này. Vậy đặt ẩn cho nó đi em. Ở đây chúng ta sẽ đặt là số sinh viên làm chỉ đúng câu 1 là A, số sinh viên làm đúng câu 2 là B, làm đúng một câu 2 thôi nha. Số lên sinh viên chỉ làm đúng câu 3 là C. Rồi đặt thêm ẩn đó là X, Y, Z. Là X là số sinh viên làm chỉ làm đúng hai câu, đó là câu 1 và câu 2. Số sinh viên làm đúng hai câu 1 và 3 là Y, số sinh viên làm đúng hai câu 2 và 3 là Z. Đó. Và A, B, C, X, Y, Z nó chả liên quan gì với nhau hết á, nó tách biệt nhau đó rồi. À, còn 8 là cái phần ở trong, những thằng này khi mà đặt ẩn rồi thì nó không chứa nhau nữa nha. Rồi viết các phương trình ra thôi. Tập hợp A, viết nè. Tập hợp A nó bao gồm những cái nào cộng lại? Tập hợp A nó bao gồm A nè, X nè, Y nè, 8 nè. Như vậy ta có phương trình thứ nhất A cộng X cộng Y cộng cộng 8 bằng 90. Rồi một phương trình một đi ha. Rồi tập hợp B là B cộng X cộng Z cộng với lại 8 bằng 84. 84 đặt phương trình 2. Tiếp C cộng Y cộng Z cộng 8 bằng 99 đặt phương trình 3. Sau đó lấy 1 cộng 2 cộng 3. Đó, bởi vì đề bài nó yêu cầu tính số sinh viên rớt môn, mà số sinh viên rớt môn là số là sinh viên làm đúng chỉ một câu, làm đúng chỉ một câu nghĩa là đi tìm cái A cộng B cộng C bằng bao nhiêu đó. Đó, giống như hồi nãy thôi. Rồi cộng lại để cho nó xuất hiện A cộng B cộng C này, lấy 1 cộng 2 cộng 3 thì ta được phương trình thứ nhất đó là cộng 3 thằng này lại vế theo vế thì được là A cộng B cộng C này. Rồi x cộng x là 2x, y cộng y là 2y, z cộng z là 2z, như vậy là hai lần x cộng y cộng z. Được chưa? Rồi 8 nhân 3 là 24 bằng 90 cộng 84 cộng 99 273. Vậy thì từ đây suy ra a cộng b cộng c cộng với hai lần x cộng y cộng z bằng 273 trừ 24 bằng 249. Đặt phương trình này là phương trình thứ tư. Chúng ta đi tìm thêm một cái phương trình nữa chứa ABC và XYZ nữa. Được chưa? Thì phương trình đó là dựa vào tổng số sinh viên này. Tổng số sinh viên ở đây là 200 sinh viên. Rồi, mà tổng số sinh viên này đều tham gia và làm đúng ít nhất là một câu. Có nghĩa là 200 sinh viên đó đều nằm trong cái phạm vi của hình tròn này này hết. Nghĩa là lấy A cộng B cộng C cộng hết tất cả những cái số này lại nó sẽ ra 200. À, cộng với gì nữa? X cộng Y cộng Z. Rồi cộng với 8 nữa thì tất cả nó sẽ bằng 200 sinh viên. Được chưa? Vậy tương đương A cộng B cộng C cộng với X cộng Y cộng Z bằng 280 trừ đi 8 thì còn lại là 272. Đặt phương trình này là phương trình 5. Vậy thì từ 4 và 5 chúng ta giải hệ phương trình. Hệ phương trình này gồm có ẩn là ẩn thứ nhất là cả cái ABC, ẩn thứ hai là cả cái XYZ. Thì em chỉ cần bấm hệ số vào giải hệ phương trình như bình thường thì nó sẽ ra là A cộng B cộng C bằng bao nhiêu, X cộng Y cộng Z bằng bao nhiêu. Được chưa? Giải cái hệ thứ tư và thứ năm á, gồm cả hai phương trình 4, 5. À, bấm bấm hệ như bình thường nha. Hệ thứ nhất nhập các hệ số vào là 1 nè, 2 nè, 2, 4, 9 nè, là hệ thứ tư, phương trình thứ tư. Rồi phương trình thứ hai nhập hệ số vào là 1, 1, 2, 7, 2. À, bấm ra. Vậy A cộng B cộng C là 295. Khi lấy máy tính bấm theo nha. X cộng Y cộng Z sẽ nó ra trừ 23 ta. 200 1 2 273 trừ 24 có 8 sinh viên làm đúng hết cả 3 câu. 90 cộng 84 cộng 99 trừ đi 24 bằng 249. À, chỗ này là 200 sinh viên thì xin lỗi.
chỗ này là 200 thì thầy viết 280, và chỗ này 200 trừ đi 8 thì 192, xin lỗi em sửa lại nha, 192 bằng rồi 135, 135 và 57. Vậy số sinh viên mà rớt môn sẽ là 135 sinh viên. 135, chọn đáp án C, được chưa? Câu 23C. Rồi, câu 24. Lớp 10B có 4 em tham gia dạ hội tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Trung. Biết rằng tất cả đều nói được ít nhất một thứ tiếng. Có hai em nói được cả ba thứ tiếng, 35 em nói được tiếng Anh, 10 em nói được tiếng Trung, 9 em nói được tiếng Anh và Pháp. Ba em nói được tiếng Trung và Pháp, họ có ít nhất bao nhiêu em chỉ nói được tiếng Pháp? Vậy là chúng ta có ở đây có ba tập hợp những học sinh nói được tiếng Anh, hay đặt là tập hợp A luôn. Tập hợp những học sinh nói được tiếng Pháp, hay đặt là tập hợp B. Và tập hợp những học sinh nói được tiếng Trung, hay đặt là tập hợp C. Tiếng Trung, hay đặt là tập hợp C. Rồi. Như vậy thì chúng ta có theo đề bài thì đó là A hợp B hợp C là được 40. Trong đó NA sẽ bằng có hai em nói được cả ba thứ tiếng là trong phần này là hai này. 35 em nói được tiếng Anh thì NA bằng 35. 10 em nói được tiếng Trung thì NC sẽ bằng 10. Rồi. 9 em nói được tiếng Anh và Pháp. 9 em nói được tiếng Anh và Pháp là N của A giao B bằng 9. 3 em nói được tiếng Trung và Pháp là N của B giao C, N giao B giao C bằng 3. Đó. Thì ở đây chúng ta điền được những cái chỗ nào, các em điền được chỗ nào thì mình sẽ bắt đầu điền vào nha. A giao B nó chính là phần này, A giao B chính là cái phần mà thầy đang khoanh này các em, nhìn nha. A giao B là phần này, mà nguyên cả cái phần này đề bài cho là bằng 9. Nhưng mà trong đó nó đã chứa sẵn hai rồi, thế chưa? Vậy phần còn lại là 7. 7 học sinh này, các em hiểu là 7 học sinh nói đúng hai thứ tiếng là Anh và Pháp. Khi đó số 7 nó không có liên quan gì tới số 2 nữa, hai thằng này là hai thằng tách biệt nhau. Rồi tiếp tục, B giao C bằng 3. B giao C chính là cái phần mà thầy đang khoanh trên hình vẽ này. Đó, cả cái phần đó là 3 nhưng mà hiện tại nó đang chứa hai sẵn rồi, thấy chưa? Vậy phần còn lại là 1. Thì các em cũng hiểu một học sinh này là một học sinh nói đúng hai thứ tiếng là Pháp và Trung. Người ta hỏi có nhiều nhất bao nhiêu học sinh chỉ nói được tiếng Pháp thì chúng ta cũng đặt ẩn vào thôi. Tương tự đặt ẩn này là A này, B này, C này. Các em vẫn phải đặt ẩn cho những chỗ khác, bởi vì nó nếu như mà không có ẩn những chỗ khác thì mình không có tính được, chứ không phải là người ta hỏi là chỉ nói được tiếng Pháp là các em đặt ẩn cho nói được tiếng Pháp không đâu. Những bài toán này thì các em phải đặt những chỗ còn lại luôn, những chỗ nào còn trống thì các em đặt vào. A là những học sinh chỉ nói được tiếng Anh, B là những học sinh chỉ nói được tiếng Pháp, và C là những học sinh chỉ nói được tiếng Trung. Và người ta hỏi là có nhiều nhất bao nhiêu học sinh nói được tiếng Pháp thì B mắc bằng bao nhiêu. Đó, B mắc bằng bao nhiêu. Rồi. Và chúng ta viết hết tất cả những dữ kiện ra thôi. Ở đây chúng ta có NA bằng 35. NA bằng 35 thì tương đương với việc đó là NA bằng 35 nha. Có bao nhiêu dữ kiện các em biểu diễn ra cho thầy. NA nó chính là vòng tròn của A. Vòng tròn của A thì nó là A cộng X cộng 7 cộng 2 bằng 35. Thì từ đây em suy ra được A cộng X bằng 35 trừ 9. 35 trừ 9 thì còn 26, một phương trình. Thầy có NC bằng 10. NC bằng 10 thì tương đương vòng tròn của C nó chính là C cộng X cộng 2 cộng 1 bằng 10. Như vậy thì từ đây thầy suy ra C cộng X bằng 10 trừ 3 là bằng 7. Thế thì từ 1 và 2 á, các em lấy hai thằng này trừ nhau thì nó sẽ rút gọn đi X, nó sẽ dẫn tới một cái phương trình chứa mối quan hệ giữa A và C. Lấy 1 trừ đi 2, lấy 1 trừ đi 2 thì thầy suy ra được đó là A trừ đi C còn X trừ X hết rồi bằng 26 trừ 7. 26 trừ đi 7 còn lại là 26 trừ 7 còn lại là 19. Được chưa? 26 trừ 7 bằng 19. Như vậy thì từ đây mình suy ra được mối quan hệ là A bằng 19 cộng C. Đó, A bằng 19 cộng C. Một cái nha. Để đó. Rồi, quay lại với cái dữ kiện đó là A hợp B hợp C bằng 40. Những cái khác là mình đã dùng hết rồi. A hợp B hợp C có nghĩa là tất cả các cái học sinh trong phạm vi của những cái vòng tròn biểu đồ Venn này nè, tổng lại nó bằng 40, nghĩa là A cộng B cộng C cộng X rồi cộng với 7 cộng 2 cộng 1 chính là cộng 10.
bằng 40. Từ đây chúng ta suy ra được A cộng B cộng C cộng X bằng 40 trừ 10 thì còn lại là 30. Đó. Mà trong đó này chúng ta có C cộng X. C cộng X ở trên nó đã bằng 7 rồi, thấy chưa? C cộng X là bằng 7 rồi. Vậy là C cộng X bằng 7. Còn A thì bằng 19 cộng C. Rồi, cộng với thằng này là bằng 7 thì nó bằng 30. Cộng B nữa chứ không? Cộng B. Và thì từ đây chúng ta suy ra được B cộng C bằng B cộng C bằng B cộng C thì nó sẽ lấy 30 trừ 7 trừ 19. 30 trừ 7 trừ 19 thì nó sẽ bằng 4. B cộng C bằng 4. À, ở đây B cộng C bằng 4. Mà người ta hỏi là B max bằng bao nhiêu? B với C nó là những số nguyên. À, B với C là những số nguyên. Mà B cộng C bằng 4 thì từ đây suy ra B max nó lớn nhất luôn á. Khi và chỉ khi B bằng 4 còn C bằng 0 thôi. C bằng 0 cũng được là bởi là lúc đó các em hiểu là nếu như mà C bằng 0 có nghĩa là không có học sinh nào chỉ nói được một tiếng Trung. Những đứa mà nói được tiếng Trung thì nó sẽ nói được tiếng khác. Không có đứa nào mà nói được đúng một tiếng Trung đâu. Vậy để B mắc thì B bằng 4 và C bằng 0. Hiểu không? Vậy thì chọn đáp án nhiều nhất sẽ là 4 học sinh. Được chưa? Câu 24B. Câu 25. Ở lớp học thêm của thầy Dũng có 100 em đăng ký học ít nhất một trong 3 môn, có 100 em và học ít nhất một trong 3 môn toán, lý và hóa. Biết rằng học phí môn toán là 700.000 đồng, học phí môn lý là 600.000 đồng, học phí môn hóa là 500.000 đồng. Có 85 em học toán, có 35 em học lý, 25 em vừa học toán vừa học lý, 25 em vừa học toán vừa học hóa, 15 em học cả 3 môn và có 6 em chỉ học một môn. Hỏi tổng số phí thu về là bao nhiêu, tổng học phí thu về là bao nhiêu. Ở đây chúng ta có 3 tập hợp. Tập hợp những học sinh học môn toán thì đặt đó là tập hợp A. Tập hợp những học sinh học môn lý là tập hợp B. Tập hợp những học sinh học môn hóa là tập hợp C. Được chưa? Là tập hợp C. Rồi, chúng ta lần lượt điền vào. Chúng ta có là 85 em học toán. 85 em học toán nghĩa là NA nó bằng 85. Rồi, có 35 em học lý nghĩa là NB bằng 35. Được chưa? 25 em vừa học toán vừa học lý, vừa học toán vừa học lý nó chính là N của A giao B, nó bằng 25. Đó. Rồi, tiếp tục 25 em vừa học toán vừa học hóa, vừa học toán vừa học hóa thì nó sẽ là N của A giao C. N A giao C bằng 25. 15 em học cả 3 môn, 15 em học cả 3 môn thì điền vào trong này cho thành 15. Và có 63 em chỉ học đúng một môn, 63 em chỉ học đúng một môn nha. Rồi chúng ta bắt đầu điền vào những cái chỗ còn lại nè. A giao B nó bằng 25, A giao B là cả phần này điền giống nãy thấy không kìa. Là bằng 25 nhưng mà nó đã chứa sẵn 15 rồi thì bên ngoài này là 10. 10 đứa này là 10 đứa chỉ học hai môn toán lý. A giao C là cũng bằng A giao C là bằng 15 chứ. Ủa, bằng 25 luôn em. A giao C nó bằng 25, A giao C là phần này. Đó là những học sinh học toán và hóa. Nhưng mà nó đã chứa 15 sẵn rồi thì bên ngoài nó là 10. 10 học sinh này là 10 học sinh chỉ học đúng hai môn toán và hóa. Rồi, và có 63 em chỉ học đúng một môn. Bây giờ tổng số học phí thu về là bao nhiêu? Tổng số học phí thu về nó sẽ bằng là học phí môn toán cộng học phí môn lý cộng học phí môn hóa. Ở đây là chúng ta đã có số học sinh học môn toán rồi nè, số học sinh học môn lý rồi nè, là tính được học phí của hai môn đó rồi. Bây giờ các em chỉ cần tính cho thầy tổng số học sinh học môn hóa đó thôi là được. Mà tổng số học sinh học môn hóa thì các em cần phải tính tổng số ở trong cái vòng tròn C. Mà tổng số trong vòng tròn C thì nó còn khuyết hai chỗ, chỗ này và chỗ này. À, là số học sinh chỉ học môn hóa và số học sinh học đúng hai môn lý và hóa. Được chưa? Thì nếu như mà đặt ẩn thì chúng ta các em cũng sẽ đặt ẩn cho hết tất cả những vị trí còn lại thôi. Đặt chỗ này là A, chỗ này là B, chỗ này là C và chỗ này là X. Sao được chưa? Và chỗ này là X. Rồi. Vậy thì chúng ta có là cái gì? Cái A em tính được nè. Cái A em tính được. Cái vòng tròn ở phía ngoài này em tính được. Đó. Bởi vì có 85 học sinh học môn toán. Nhưng mà ở đây đã 10 rồi. 10 rồi là 20 rồi. Thêm 15 chỗ này nữa là 35. Rồi các em lấy 85 trừ ra. 85 trừ đi 10
trừ đi 10, trừ đi 15 thì còn lại 50. Vậy có 50 học sinh chỉ học môn toán nha, chỉ học đúng một môn toán, một đứa. Rồi, bên này có tính được hay không? B và C chưa có. Rồi, vậy đặt cái này là B đi. Rồi, vậy bây giờ bắt đầu nha. Chúng ta có NB bằng 35. NB bằng 35 thì tương đương 10, tương đương là B cộng X cộng 10 cộng 15 bằng 35. Vậy tương đương là B cộng X bằng 35 trừ đi 25. 35 trừ đi 25 thì còn lại là 15. Còn lại là 10, xin lỗi. Ủa? 35 trừ đi 25 rồi 10. Vậy là chúng ta được phương trình đầu tiên là B cộng X bằng 10. Sao được chưa? Rồi. Tiếp tục nha. Có 63 em chỉ học đúng một môn. 63 em chỉ học đúng một môn. 63 em chỉ học đúng một môn thì nó chính là 50 này cộng B này cộng C này là bằng 63. Vậy suy ra B cộng C bằng B cộng C sẽ là 63 trừ đi 50 thì còn lại là 13. Phương trình này là phương trình thứ hai. Đó, đặt này là 1, đặt cái này là 2. Được chưa? Rồi, phương trình thứ ba đó là liên quan tới tổng số học sinh là 100. Tổng số học sinh là 100 thì chúng ta có là 50 50 cộng B cộng C rồi cộng với x cộng 10 cộng 15 cộng thêm 10 thì nó sẽ bằng 100. Như vậy thì từ đây các em suy ra B cộng C cộng x bằng 100 trừ 50 trừ 10 trừ 15 trừ tiếp cho 10 thì còn lại là 15. Được không? Rồi. Vậy là nhưng mà trong đó B cộng C nó đã bằng 13 rồi các em. Hoặc là các em thế B cộng C vào đây, hoặc các em thế B cộng X vào đây để các em tìm được C. Do mình đang cần là hồi nãy lúc đầu mình đang cần là tính cộng số học sinh học môn hóa. Bởi vì tổng số học sinh học môn toán đó rồi, tổng số học sinh học môn lý đó rồi, bây giờ mình cần học môn hóa cho nên là mình sẽ tìm C. Mình tìm C thì mình sẽ thế B cộng X bằng 10 vào đây. Như vậy ta có C cộng 10 bằng 15. Vậy thì từ đó suy ra C sẽ bằng 15 trừ 10 sẽ bằng 5. C sẽ bằng 15 trừ 10. C sẽ bằng 5. Đó. Vậy ở đây C bằng 5 ha. Có C bằng 5 thì thầy suy ra B bằng mấy? Có C bằng 5 thì thầy sẽ suy ra B nó sẽ bằng 13 trừ 5 là bằng 8. B bằng 8 thì suy ra x sẽ bằng bao nhiêu? B bằng 8 thì suy ra x sẽ bằng 10 trừ 8 bằng 2. Như vậy là có được x bằng 2 và C nó sẽ bằng 5. Đó. Vậy thì tổng số học sinh học môn hóa, tổng số học sinh học môn hóa sẽ bằng 10 cộng 15 cộng 2 cộng 5 bằng 32 học sinh, 32 học sinh học môn hóa. Thế thì tổng số học phí thu về, học phí thu về sẽ bằng số học sinh học môn toán nhân với học phí môn toán, mà tổng số học sinh học môn toán là 85 em nha. Những đứa nào mà nó học hai môn thì nó cũng phải đóng tiền hai môn, hiểu chưa? Vậy bây giờ mình cứ lấy tổng số học sinh của từng môn nhân với học phí là được. Thì tổng số học sinh học môn toán là 85 em nhân với học phí của môn toán là mỗi đứa học môn toán như vậy là 700.000 đồng nhân với 700. Cộng với số học sinh học môn lý là 35 em nhân với học phí môn lý sẽ là 600. 600 cộng với tổng số học sinh học môn hóa sẽ là 32 nhân với học phí môn hóa sẽ là 500. Rồi kem nhân lại hết là bằng 85 nhân 700 cộng 35 nhân 600 cộng với 32 nhân 500 bằng 96 triệu 500 nghìn đồng. Nghìn đồng. Rồi. Chọn đáp án gì? 96 triệu 500 nghìn đồng đáp án A, được chưa? Câu 25 A. Câu 26. Trong một cuộc thi chọn ra nhân tài giữa ba làng, ba làng lá, làng cát, làng sương mù, biết mỗi làng cử ra 20 ninja.
Mỗi làn cử ra 20 ninja thì tổng số ninja cả ba làn cử ra sẽ là 60 nha các em. Mỗi ninja có thể điều khiển được một trong ba nguyên tố phong, nước, lửa. Sau khi thống kê các ninja tham gia thì có 30 người điều khiển được nước, 21 người điều khiển được lửa, 7 người điều khiển được phong và nước, 8 người điều khiển được phong và lửa, 2 ninja điều khiển được cả ba nguyên tố và chỉ có 44 ninja được điều khiển được một nguyên tố. Hỏi có bao nhiêu ninja chỉ điều khiển được nguyên tố nước? Chỉnh sửa chỗ này xíu, bởi vì nếu như mà không có từ chỉ đây thì bao nhiêu ninja điều khiển được nguyên tố nước là 30 ở trên rồi. 30 đó. Hoặc là cái bài này em chỉnh sửa lại một xíu cái đề cho thầy nè. Chỗ này cái số 30 em sửa lại cho thầy thành số 20. Nguyên tố nước sửa lại thành nguyên tố phong. Bài này nó đề nó bị nhầm. 20 người điều khiển được nguyên tố phong. Vậy thì hỏi có bao nhiêu ninja điều khiển được nguyên tố nước? Có bao nhiêu ninja điều khiển được nguyên tố nước? Chứ để như cũ thì làm không ra đâu nha các em. Bây giờ chúng ta có ba cái tập hợp nguyên tố phong, tập hợp những ninja điều khiển được nguyên tố phong nè, nguyên tố nước nè, đặt là tập hợp A nè, tập hợp B, và nguyên tố lửa là đặt là tập hợp C. Rồi chúng ta có N của A hợp B hợp C sẽ bằng 20 nhân 3 bằng 60, nghĩa là mỗi làn cử ra 20 ninja. Có 20 người điều khiển được nguyên tố phong, nghĩa là NA bằng 20, NA bằng 20. 21 người điều khiển được nguyên tố lửa là NC bằng 21. Có 7 người điều khiển được phong và nước, phong và nước là N của A giao B, NA giao B bằng 7. Rồi có 8 người điều khiển được phong và lửa, nghĩa là N của A giao C bằng 8. 8 người điều khiển được phong và lửa nha. 2 ninja điều khiển được cả 3 yếu tố, đặt đây là 2. Và có chỉ 44 ninja điều khiển được một yếu tố, có nghĩa là 44 người này chỉ điều khiển được một yếu tố thôi, một nguyên tố thôi. Hỏi có bao nhiêu ninja điều khiển được nguyên tố nước? Rồi, vậy bây giờ chúng ta đặt vào được nè. Những cái chỗ mà chúng ta đặt vào được, em đặt vào nha. Chúng ta có A giao B là cả cái phần này. Mà cả cái phần này thì nó A giao B nó là bằng 7, nhưng mà ở đây nó gồm 2 rồi thì chỗ này là 5. 5 này là 5 người điều khiển đúng hai nguyên tố là phong và nước. A giao C, A giao C là phần này. Phần này là bằng 8, ở đây là 2 rồi thì còn lại là 6. Người ta hỏi là có bao nhiêu ninja điều khiển được nguyên tố nước thì đặt chỗ này là B, thì đặt chỗ này sẽ là X. Đặt chỗ này là X đi. Thì lúc đó mình mới tính được số ninja điều khiển được nguyên tố nước là bao nhiêu. Sẽ được không? Nhưng mà chúng ta cũng phải đặt những cái chỗ còn lại là A, C. Thầy nói lại một lần nữa, A là những ninja điều khiển được đúng một nguyên tố là phong, B là những ninja điều khiển được đúng một nguyên tố là nước, C là những ninja điều khiển được đúng một nguyên tố là lửa, còn X là số ninja điều khiển được đúng hai nguyên tố là nước và lửa. Và tất cả những cái số A, B, C, X, 5, 2, 6 là những số tách biệt nhau và không liên quan gì với nhau nữa hết. Được chưa? Rồi, vậy bây giờ chúng ta biểu diễn ra. Đầu tiên chúng ta có NA bằng 20. NA bằng 20 nghĩa là A cộng 2 cộng A cộng 2 cộng 6 cộng 5 cộng 6 cộng 5 sẽ bằng 20. 20 người điều khiển được nước, 20 người điều khiển được phong hay là nước, để thầy xem lại nha. Nếu như mà 20 người điều khiển được nước á, đề này nó bị nhầm nhiều quá. Nếu 20 người mà điều khiển được nước, để 30 thì nó chắc chắn không được rồi. Để 20 người mà điều khiển được nước thì nguyên cả cái này là 20. 20 trừ đi 7 thì 13 là không được. 13 thì B cộng X là 13. Không được. Nếu như 20 người điều khiển được nước, em đợi thầy xem lại cái đáp án một tí. Rồi em cứ để 20 người này điều khiển được phong đi, như thầy đã sửa nha. Và chúng ta có A cộng 2 cộng 6 cộng 5 là bằng 20. Bằng 20. Thế thì suy ra A bằng, em suy ra được A bằng
20 trừ 6 trừ 5 trừ 2, đây là 20 trừ đi 13 là bằng 7. Vậy A bằng 7, được chưa? Có A bằng 7, các em có thể điền vào đây luôn. A bằng 7. Rồi, chúng ta có NC bằng 21. NC bằng 21 thì tương đương C cộng X cộng 2 cộng 6 bằng 21. Vậy từ đây chúng ta suy ra được C cộng X bằng 21 trừ 8 bằng 13. C cộng X bằng 13. Rồi, chương trình thứ 2. Rồi chúng ta có đó là 44 ninja chỉ điều khiển được một nguyên tố. 44 ninja chỉ điều khiển được một nguyên tố, đó là A cộng B cộng C, đó là bằng 44. Mà A nó bằng 7 rồi thì thầy suy ra tiếp B cộng C nó bằng 44 trừ 7 thì còn lại là 37. B cộng C bằng 37. Đó, được chưa? Rồi tiếp tục. Chúng ta lại có cái gì nữa? Tổng số ninja của cả ba làng đó là 60. Cho nên là chúng ta có là A cộng B cộng C cộng X cộng 2 cộng 5 cộng 6 thì nó sẽ bằng 60. Vậy tương đương 7 cộng B cộng C cộng X rồi cộng với lại 2 cộng 5 cộng 6 là 13, sẽ bằng 3, bằng 60. À, như vậy thì từ đây suy ra B cộng C cộng X, B cộng C cộng X sẽ bằng 60 trừ đi 13 trừ đi 7 thì còn lại là 40. Nhưng mà trong đó B cộng C là bằng 37 rồi. B cộng C này là bằng 37 ở trên. Vậy cộng với X là bằng 40. Vậy thì từ đây chúng ta suy ra được X bằng, suy ra được x bằng 40 trừ đi 37 thì còn lại là bằng 3. Và x bằng 3, x bằng 3 nhưng mà c cộng x là cái này là 1 ha, là cái này là 2. Mà c cộng x bằng 13 thì từ 1 suy ra c nó sẽ bằng 13 trừ x là 13 trừ 3 là bằng 10. Vậy c bằng 10. Rồi từ 2 suy ra b bằng bao nhiêu? C bằng 10 thì thay lên trên, vậy là b nó sẽ bằng 27. B nó sẽ bằng 37 trừ 10 là bằng 27. Được không? Vậy thì số ninja điều khiển được nguyên tố, chỉ điều khiển được nguyên tố nước nha. Chỉ điều khiển được nguyên tố nước thôi. Bởi vì nếu như mà hỏi là điều khiển được nguyên tố nước thì phải lấy là 27 cộng với lại x cộng với 5 cộng với 7 được thì nó không có đáp án. Đúng không? B cộng x là 27 cộng với x là với 3 là 30, 30 với lại 7 là 37 rồi, không có đáp án. Như vậy là chỉ điều khiển được nguyên tố nước là B nè, bằng 27, vậy đáp án là D. Câu 26 D, thì cho các em sửa đề lại cho thầy chút nha. Câu 26 D. Rồi tiếp tục. Câu 27. Trong một cửa hàng bán test nhanh COVID, sau khi thống kê lại số lượng khách đã mua thì có bảng như sau. Có 100 khách hàng và mỗi khách hàng mua ít nhất một trong ba loại test, đó là test Humacid, Banvio và SGT Flex. 70 khách hàng mua test Humacid, 29 khách hàng mua test Banvio và 25 khách hàng mua cái SGT Flex, và có 5 khách hàng mua cả ba loại test. Các loại test đều được mua đồng giá 160.000 đồng cho những người mua trên một test và 170.000 đồng cho những người chỉ mua một test. Biết rằng ứng với mỗi loại test thì khách chỉ được mua một sản phẩm. Hỏi có bao nhiêu khách hàng chỉ mua một test và doanh thu cửa hàng là bao nhiêu? Vậy là có 3 loại test ra biểu diễn ra. Có 3 loại test, đó là thứ nhất, đó là Humacid đặt là tập hợp A. Cái thứ hai nữa đó là Banvio đặt là tập hợp B. Cái thứ ba nữa là SGT Flex đặt là tập hợp C. Thì chúng ta có 70 khách hàng mua cái Humacid là NA bằng 70. Có 29 khách hàng mua cái Banvio là NB bằng 29. Và có 25 khách hàng mua cái SGT Flex là NC bằng 25. Đó.
5 khách hàng mua cả 3 loại thì ở đây sẽ là 5. Đó, cứ cái mà trong lõi thì điền đầu tiên, điền vào. Rồi, có 5 khách hàng mua cả 3 loại. Các loại đều được mua với giá, cái này là giá rồi. Đều được mua đồng giá là 160 cho những người mua trên một test và 170.000 đồng cho những người chỉ mua một test. Và nên nếu như chỉ mua một test thì giá nó là 170, còn mua từ hai cái test trở lên đó thì nó sẽ là giá 160 cho một test. Biết rằng mỗi test chỉ được mua một sản phẩm, mỗi khách hàng chỉ được mua một sản phẩm. Hỏi có bao nhiêu khách hàng chỉ mua một test và doanh thu cửa hàng là bao nhiêu? Rồi. Vậy là người ta cần tính là bao nhiêu khách hàng chỉ mua một test thì đặt ẩn, giống như nãy giờ mình làm đặt này là A này, B này, C là số khách hàng chỉ mua tương ứng là số khách hàng chỉ mua test Humansip, chỉ mua test Banbio và chỉ mua cái mua test SGT Flex. Đó, được chưa? Và đề bài nó hỏi là A cộng B cộng C bằng bao nhiêu đó game. Thì chúng ta cũng phải đặt vào những chỗ còn lại là X, Y và Z. X là những người mua đúng hai test, Y là những người mua đúng hai test, Z cũng là những người mua đúng hai test, chẳng hạn vậy. Vậy thì bây giờ chúng ta có là NA bằng 70 này, NA bằng 70 nghĩa là A cộng X cộng Z cộng 5 bằng 70. Vậy suy ra A cộng X cộng Z bằng 70 trừ 5 bằng 65. Đặt cái này là 1. Tiếp theo NB bằng 29, NB có nghĩa là B cộng X cộng Y cộng 5 bằng 29. Thì suy ra B cộng X cộng Y bằng 29 trừ đi 5 bằng 24. Đặt cái này là phương trình 2. NC bằng 25, NC chính là C cộng Y cộng Z cộng 5 bằng 25. Vậy thì từ đây thì suy ra được C cộng Y cộng Z bằng 25 trừ 5 bằng 20. Đặt cái này là 3. Rồi, lấy 1 cộng với 2 cộng với 3 thì thầy được cái phương trình đó là cộng vế theo vế nha. A cộng B cộng C, cái này quen thuộc rồi. 2X cộng 2Y cộng 2Z, đặt 2 làm nhân tử chung, bên trong là X cộng Y cộng Z bằng lấy 65 cộng 24 cộng 20 109. Rồi, đây là phương trình thứ tư. Phương trình này là phương trình có hai ẩn là A cộng B cộng C với lại X cộng Y cộng Z. Và đồng thời số khách hàng mua là 100. Đó, lúc này chúng ta cũng có cái điều kiện đó. Số khách hàng mua là 100 nghĩa là A cộng B cộng C cộng X cộng Y cộng Z cộng với 5 bằng 100. Như vậy tương đương A cộng B cộng C cộng với X cộng Y cộng Z bằng 100 trừ 5 là 95. Đặt cái phương trình này là 5. Như vậy từ 4 và 5 chúng ta sẽ có được cái hệ phương trình theo hai ẩn, một ẩn là A cộng B cộng C, một ẩn là X cộng Y cộng Z. Vậy là giải hệ phương trình 4 và 5. 4 và 5 thì chúng ta suy ra được A cộng B cộng C bằng và X cộng Y cộng Z bằng. Rồi, bấm hệ nha. Nhập hệ số của phương trình thứ nhất là 1, 2, 1, 0, 9, 1, 1, 9, 5 bằng 81 với 100 với 14. Như vậy là tổng số khách hàng chỉ mua một test đó là 81. 81 thì ở đây em có thể chọn luôn đáp án đó là A, chọn luôn đáp án A đi. Xong rồi 81 đó. Còn nếu như mà các em muốn tính tính số tiền đó, thì bây giờ tính tổng số tiền như sau. Tổng số tiền, tổng số tiền thì nó phân ra hai loại, đó là những người chỉ mua một cái test. Những người chỉ mua một cái test đó là 81 người, mà những người chỉ mua một cái test thì giá nó sẽ là 170.000 đồng. Đó. Rồi tổng cộng với tổng số người mà mua mua từ hai cái test trở lên, rồi ok, cộng với tổng số người mà mua từ hai cái trở lên nè, các loại test đều mua. Nếu như mà những người mà mua trên một test á, mua trên một cái test á, thì nó sẽ là 160.000 đồng. À, thì chúng ta lấy tổng số người mua trên hai test chúng ta cộng lại. Mà bây giờ những người mà mua trên hai test nó sẽ là cái gì? Nó sẽ là x cộng y cộng z. X cộng y cộng z là 14.
X cộng Y cộng Z nó là 14, là những người mua đúng hai test nha. Cho những người mua trên một test, mua trên một test thì là những người mua hai test hoặc là những người mua ba test. Ok, 81 người này là 81 người chỉ mua một test này, 81 người chỉ mua một test, và doanh thu của cửa hàng là có 81 người chỉ mua một test là 81 nhân 170. Còn lại những người còn lại là mua hai test, những người mua hai test sẽ là 14 cộng với những người mua ba test. Để xem những người mua hai test. Những người mua ba test. Những người mua hai test là 10 x cộng y cộng z là 14. Và những người mua ba test. À, là có 14 người mua hai test. Có 14 người mua hai test. Ở đây có nghĩa là có 81 người mua một test thì một test là 170 là đúng rồi nè. Và 81 người mua, mỗi người mua một test, chỉ mua đúng một test thôi. Là 81 nhân với 170. Rồi. Còn lại á, 14 người này là 14 người mua 3 test nha. À, xin lỗi, 14 người này là 14 người mua 2 test. Mà 14 là người này là 14 người mua 2 test, vậy tổng số test mua được là 28. Em cẩn thận nha. Tổng số test mua được là 20 của 14 người này là 28, bởi vì 14 người này là 14 người mua đúng 2 test. Rồi cộng thêm với 5 người này là 5 người mua 3 test nữa. 5 người mua 3 test nữa thì là tổng số test sẽ là 15. 5 người mua 3 test có nghĩa là mỗi người mua 3 test á, thì tổng số test của 3 người, của 5 người đó mua sẽ là 15. Vậy là số người mà tổng số test mà mua từ 2 test trở lên là 28 cộng 15 sẽ là 43. Đó, cho nên các em phải lấy 43 nhân với 160. Đó, hiểu chưa? 81 nhân 170 cộng với 43 nhân 160 thì nó sẽ là 20 triệu 650 nghìn đồng. 20 triệu 650 nghìn đồng. Đó, các em chú ý nha. Cái số tiền này là số tiền của một test nè, 170.000 là số tiền của một test, 160.000 là số tiền của một test mà khi mua từ hai test trở lên. Cái 14 người này, phải nhắc lại nha, cái 14 này là 14 người mua hai test, vậy tổng số test mà mua được là 28 test. Còn cái 5 người ở trong á, là 50 người, 5 người và mỗi người mua 3 test, mỗi người mua 3 test. Đó. Thì tổng số test mà 5 người này mua sẽ là 15 test. Vậy tổng số test mà những người này mua lại nó sẽ là tổng cộng là 43 test. Phải lấy 43 test đó với giá là 160.000 đồng nhân với 160. Hiểu chưa? Rồi, vậy ra 20 triệu 650.000 đồng đúng với đáp án A. Được không? Cẩn thận nha. Bài câu 27 đáp án A. Rồi, chúng ta tiếp tục câu số 28. Một công ty sau khi ra mắt 3 loại đồ uống mới thì mời 50 vị khách tới thử. Có 30 vị khách thích đồ uống số 1, 25 vị khách thích đồ uống số 2, 25 vị khách thích đồ uống số 3, 16 vị khách thích đồ uống 1, 2, 12 vị khách thích đồ uống 2, 3, 15 vị khách thích đồ uống 1 và 3. Có 24 vị khách chỉ thích một trong 3 loại đồ uống, 20 vị khách không thích đồ uống số 1, 25 vị khách không thích đồ uống số 2 và 25 vị khách không thích đồ uống số 3. Gọi X là số người thích cả 3 loại đồ uống và Y là số người không thích cả 3 loại đồ uống. Tính 2X 3 cộng 3Y bình. Chúng ta có biểu đồ Venn 3 cái. 3 biến này nha. Đồ uống số 1 này. Đồ uống số 1 đặt là tập A đi. Đồ uống số 2. Số 2 đặt là tập B. Đồ uống số 3 đặt là tập C. Số 3 đặt là tập C. Giờ chúng ta có là 30 vị khách thích đồ uống số 1, NA bằng 30. Có 25 vị khách thích đồ uống số 2, NB bằng 25. NC cũng bằng 25. Rồi. 16 vị khách thích đồ uống 1 và 2. 1 và 2 thì NA giao B. A giao B bằng 16.
12 vị khách thích đồ uống 2 và 3, NB giao C bằng 12. Và 15 vị khách thích đồ uống 1, 3, NB, N của A giao C bằng 15. Có 24 vị khách thích chỉ thích một trong 3 loại đồ uống, là 24 người chỉ thích A, thích B, thích C thôi đó. 20 người không thích đồ uống số 1, để đó. 25 người không thích uống số 2, 25 người không thích uống số 3. Và có thêm một cái tập hợp là những người mà không thích đồ cả 3 loại thì người ta gọi đó là Y. Người ta gọi cái số trong này là X nè. Rồi chúng ta cũng phải đặt ẩn cho những cái ở ngoài nữa nha. Đặt đây là A, là B, là C đi. Ở đây là D, là Y, là F đi nha. D, E, F. Thì chúng ta biểu diễn hết ra. Đầu tiên mình có NA bằng 30, chính là A cộng D cộng Y cộng X bằng 30. Một phương trình. NB bằng 25, cái này là NA. NA bằng này. NB bằng 25, nó chính là B cộng D cộng F cộng X bằng 25. NC nó bằng C cộng Y cộng F cộng X bằng 25. Vậy thì lấy 1 cộng 2 cộng với 3, tương tự như những bài khác, 1 cộng 2 cộng 3 thì thầy được đó là A cộng B cộng C. A cộng B cộng C nó cộng với 2 lần D cộng Y cộng F cộng với 3 lần X bằng 30 cộng 25 cộng 25 là bằng 80. Nhưng mà ở đây các em thấy mình có một cái dữ kiện nữa, đó là có 24 vị khách chỉ thích một loại, một trong 3 loại đồ uống. Có nghĩa là chỉ thích một loại đồ uống thì có 24 người. Nghĩa là chỉ thích một loại đồ uống, có nghĩa là tổng A cộng B cộng C thì chúng ta có A cộng B cộng C nó bằng 24. Được chưa? Vậy bây giờ thay vào bên này luôn, thay vào cái phương trình này luôn thì chúng ta có đó là 24 cộng với 2 lần D cộng Y cộng F cộng 3X nó sẽ bằng 80. Vậy suy ra 2 lần D cộng Y cộng F cộng với 3 lần X sẽ bằng 80 trừ đi 24 là bằng 56. Rồi, được một cái phương trình theo D cộng Y cộng F và X. Được chưa? Bây giờ tiếp tục mình lại có điều gì? Mình có là N của A giao B. A giao B nó chính là cái nào? Và bên này nha, cho dễ thấy nè. A giao B là D cộng X. D cộng X bằng bao nhiêu? D cộng X là A giao B nó bằng 16. Được không? Rồi tiếp tục là B giao C. B giao C có nghĩa là F cộng X bằng 12. Rồi tiếp tục A giao C là Y cộng X nó bằng 15. Vậy thì lấy 3 thằng này cộng lại luôn thì thầy được đó là D cộng Y cộng F cộng với 3X bằng D cộng Y cộng F cộng 3X bằng 16 cộng 12 cộng 15 sẽ bằng 43. Rồi. Vậy thì đặt cái phương trình này là cái phương trình 4. Phương trình này là phương trình 5. Thì từ 4 và 5 chúng ta có cái hệ phương trình theo D cộng Y cộng F và theo X. Như vậy thì các em giải hệ phương trình nó ra thì ra D cộng Y cộng F sẽ là bằng bao nhiêu và X bằng bao nhiêu. Được chưa? Vậy bấm nè, bấm hệ nè. Hệ thứ nhất là số 4, các em bấm hệ số 2 nè, 3 nè, 5, 6. Phương trình thứ hai là 5, các em bấm 1 nè, 3 nè, 43 bằng 13 với 10. Vậy D cộng E cộng F là bằng 13, X là bằng 10. Vậy là có 10 người thích cả 3. Rồi, bây giờ có bao nhiêu người thích, có bao nhiêu người không thích cả 3. Vậy thì mình là phải lấy cái số 50, mình trừ đi những cái thằng nằm phía trong này. Vậy chúng ta có là A cộng B cộng C cộng D cộng E cộng F cộng D cộng E cộng F cộng với X rồi cộng với số người mà không thích á là Y thì nó tổng số nó sẽ bằng 50 người. Tổng số nó sẽ bằng 50 người. Mà A cộng B cộng C là bằng 24 nè. D cộng E cộng F bằng 13 mình mới vừa tìm xong nè. C
cộng với x là cộng 10 này, cộng với y thì nó bằng 50. Vậy từ đây chúng ta suy ra y bằng lấy 50 trừ đi 13 trừ đi 24 này, trừ đi 13 này, trừ đi 10 là bằng 3. Vậy y bằng 3. Thế thì y bằng 3 rồi, đề bài yêu cầu tính cái biểu thức t bằng 2x mũ 3 cộng với 3 y bình là bằng 2 nhân 10 mũ 3 cộng với 3 nhân với 3 bình. 10 mũ 3 là 1000 nhân 2 là 2000 cộng với 3 mũ 3 là 27, như vậy nó bằng 2027. Được chưa? Chọn đáp án là D, 2027. D. Câu 28 D. Câu 29. Trong một cuộc phỏng vấn tuyển dụng nhân sự của một công ty X có 30 người nộp CV. Vòng khảo sát ban đầu gồm 3 câu hỏi và ai trả lời được 2 câu trở lên thì sẽ được vô vòng sát hạch. Biết rằng sau khi thống kê kết quả vòng khảo sát thì được thông tin như sau. Có 5 người trả lời được 3 câu, 20 người trả lời được câu 1, 19 người trả lời được câu 2 và 16 người trả lời được câu 3. Sau khi kết quả vòng khảo sát thì qua vòng sát hạch, biết rằng vòng này cũng có 3 câu hỏi và chỉ ai trả lời được 3 câu hỏi mới được vô làm công ty. Kết quả vòng sát hạch như sau. 11 người trả lời được câu 1, 9 người trả lời được câu 2, 12 người trả lời được câu 3. Số người chỉ trả lời được 1 câu và 3 câu là 14 người. Rồi, gọi x là số người chỉ trả lời được 1 câu ở vòng khảo sát và y là số người chỉ trả lời được 3 câu, trả lời được 3 câu ở vòng sát hạch. Tính giá trị của biểu thức 4x cộng 2y bình trừ 6y cộng 3. Rồi, vậy thì chúng ta có hai giai đoạn. Đầu tiên là vòng khảo sát trước nha. Vòng khảo sát thì chúng ta có câu 1 này. Câu 1 đặt là tập A. Câu 2 đặt là tập B. Câu 2 đặt là tập B. Và câu 3 đặt là tập C. Câu 3 đặt là tập C. Thì chúng ta có NA là bằng 20. Ở đây chúng ta có NA bằng 20. 20 người trả lời được câu 1. 19 người trả lời được câu 2. Nó là NB bằng 19. 16 người trả lời được câu 3. Nó là NC bằng 16. Đó. Có 5 người trả lời được cả 3 câu. Ở trong này là 5 này. Đó. Thì mình coi thử là có 30 người nộp CV. Vòng khảo sát gồm có 3 câu hỏi. Và ai trả lời được 2 câu trở lên mới được vào vòng sát hạch. Vậy bây giờ 30 người nộp CV này sẽ là 30 người tham gia vòng khảo sát, nghĩa là N của A hợp B hợp C nha. N của A hợp B hợp C nó sẽ bằng 30. Đó. Thầy đang tính trong vòng khảo sát thôi nha, đang làm trong vòng khảo sát đó. Vậy thì mình đặt ẩn vào. Ở đây để cho nó không bị trùng ở dưới á. Ở dưới người ta gọi x là số người chỉ trả lời được một câu ở vòng khảo sát, cho nên là để không bị nhầm, để không có bị trùng với dòng x thì mình đặt là A này, B này, C. Ở đây thầy đặt là D, E, F đi. Như vậy thì chúng ta có, đầu tiên mình sẽ có là A cộng D cộng E bằng 5. A cộng D cộng E cộng 5 chứ, thì nó chính là số phần tử của tập hợp A là bằng 20. Rồi tiếp tục số phần tử của tập hợp B nó sẽ là B cộng D cộng F cộng 5 thì nó sẽ bằng 19. Được chưa? Rồi C cộng Y cộng F cộng với 5 thì nó sẽ bằng 16. Bằng 16. Đó. Như vậy là cộng 3 thằng này lại thì thầy được A cộng B cộng C cộng với 2 lần. 2 lần D cộng Y cộng F rồi cộng với 15 bằng 20 cộng 19 cộng 16. 10 cộng 19 cộng 16 nó bằng 55. Thầy chuyển cái 15 đi qua luôn nha. 55 trừ đi 15 thì nó sẽ bằng 40. Bằng 40. Đó, đặt phương trình này là phương trình 1 đi. À, thì nó giống như những bài khác là phương trình 2 ẩn là một ẩn là cả A cộng B cộng C, một ẩn là cả D cộng E cộng F á. Yeah. Rồi tiếp tục. Bây giờ cái phương trình thứ hai là dựa vào 30 người nè. 30 người thì chúng ta có là A cộng B cộng C nó cộng với lại D cộng Y cộng F rồi cộng với 5 nó bằng 30, hay nói cách khác là thằng này bằng 30 trừ 5 là nó sẽ bằng 25. Đặt phương trình này là phương trình 2. Vậy thì từ 1 và 2 suy ra, từ 1 và 2 suy ra là A cộng B cộng C bằng, A cộng B cộng C sẽ bằng
và d cộng y cộng f sẽ bằng. Rồi giải hệ ra cho thầy nha. Giải hệ phương trình thứ nhất nhập hệ số 1, 2, 4, 10. Phương trình thứ hai nhập hệ số 1, 1, 2, 5. Rồi ra a cộng b cộng c bằng 10, d cộng y cộng f nó sẽ bằng 15. Được chưa? 10, 15. Thế thì sau cái vòng khảo sát thì sẽ có là 10 người chỉ trả lời đúng một câu, 15 người trả lời đúng hai câu. Được chưa? Trả lời đúng được hai câu, đúng được hai câu. Rồi, như vậy người ta gọi ít là số người chỉ trả lời được một câu ở vòng khảo sát. Vậy số người chỉ trả lời được một câu ở vòng khảo sát đó chính là A cộng B cộng C bằng 10, hay nói cách khác đó là ít bằng 10. Vậy chúng ta có ít bằng 10. Được chưa? Rồi, đi qua vòng và thêm một cái nữa nè. Những ai trả lời được hai câu trở lên mới được vô vòng sát hạch, mới được vô vòng sát hạch. Vậy thì sau vòng khảo sát, những người mà tham gia sát hạch á, những người tham gia sát hạch, tham gia vào vòng sát hạch nha, những người tham gia vào vòng sát hạch phải là những người mà trả lời được hai câu trở lên trong vòng khảo sát. Mà những người trả lời được hai câu trở lên thì sẽ bao gồm những người trả lời được hai câu và những người trả lời được ba câu. Vậy nó sẽ là 15 cộng với 5 thì nó sẽ bằng 20 người. 15 người là 15 người trả lời đúng hai câu này, và 5 người là 5 người trả lời được ba câu. Đó, và là nó được 20 người. Thế thì tổng số người tham gia trong vòng sát hạch sẽ là 20. Đó, sao được chưa? Rồi, vậy bây giờ qua vòng sát hạch cũng có ba câu. Bây giờ bên vòng sát hạch nha. Về vòng sát hạch, vòng sát hạch thì cũng có 3 câu. Câu 1, câu 2, câu 2 và câu 3. Câu 3 thầy cũng gọi nó là tập A, tập B, tập C đi. Tập A, tập B, tập C. Thì ở đây chúng ta có là 11 người trả lời được câu 1 thì NA bằng 11. NB bằng 9 người trả lời được câu 2 thì NB bằng 9. 12 người trả lời được câu 3 thì nó là NC bằng 12. Số người chỉ trả lời được một câu và trả lời được 3 câu là 14. Chỉ trả lời được một câu và trả lời được 3 câu thì nó là tổng là 14 người. Vậy bây giờ không có gọi XY nữa, nó bị trùng. Nhưng chúng ta có thể gọi trùng ở trên được, nhưng mà không được, đừng có gọi trùng XY, nó bị nhầm á. Bây giờ X nó là 10 rồi, để đó chúng ta tí nữa tính vào cái biện thức này. Bây giờ cũng gọi A nè, B nè, C nè. À, rồi chúng ta sẽ cũng gọi ở đây, ở phía trong này là chỗ này là D nè, E nè, F nè, trong này là G đi. Rồi 11 người trả lời được câu 1. Mười một người trả lời được câu một đó chính là A cộng D cộng F cộng G bằng 11. Rồi 9 người trả lời được câu 2 thì nó là B cộng D cộng Y cộng G thì nó sẽ bằng 9. Và 12 người trả lời được câu 3 thì nó là C cộng Y cộng F cộng G, nó sẽ bằng 12. Vậy thì từ đây chúng ta cộng cả ba phương trình này lại thì thầy sẽ được là suy ra A cộng B cộng C cộng 2 lần D cộng Y cộng F cộng với 3 lần G sẽ bằng 11 cộng 9 cộng 12. 11 cộng 9 là 20, 20 cộng với 12 là bằng 32. Đó, rồi. Tiếp tục, mình có là số người chỉ trả lời được một câu và trả lời được 3 câu là 14. Số người trả lời được một câu là A cộng B cộng C. Số người trả lời được 3, số người trả lời được 3 câu á, nó sẽ là G. Số người trả lời được 3 câu nó sẽ là G. A cộng B cộng C cộng G sẽ bằng bao nhiêu? 14. Mà đồng thời chúng ta có là A cộng B cộng C, rồi cộng với lại D, cộng với lại Y, cộng với lại F, cộng với lại G, cộng với lại G là tổng số người mà tham gia sát hạch đó, nó bằng 20. Đó, thế thì từ đây chúng ta có là A cộng B cộng C bằng 14, các em đem thay cái thằng này xuống. Đó, như vậy tương đương A
A cộng B cộng C cộng G là bằng 14 này. Như vậy 14 cộng với D cộng Y cộng F nó sẽ bằng 20. Suy ra D cộng Y cộng F nó sẽ bằng 20 trừ 14 nó sẽ bằng 6. Được chưa? Sẽ bằng 6. Rồi, có D cộng Y cộng F bằng 6 rồi à, thì có D cộng Y cộng F bằng 6 thì chúng ta thay lên trên, đặt cái phương trình này là 1 nha. À, đặt phương trình này là 1, đặt phương trình này là 2. Như vậy là từ 1 suy ra A cộng B cộng C cộng với 2 nhân 6 cộng với 3 lần G sẽ bằng 32. Như vậy tương đương A cộng B cộng C cộng với 3 lần G sẽ bằng 32 trừ 12. 32 trừ đi 12 thì nó sẽ bằng 20. Bằng 20. Tiếp đó là một phương trình, mà lại có thêm một cái phương trình nữa, đó là A cộng B cộng C cộng G nó bằng 14. À, được chưa? Như vậy thì kem lấy hai thằng này trừ nhau luôn đi. Lấy hai thằng này trừ nhau, đặt cái này là 4, đặt cái này là 5. Lấy 4 trừ đi 5. Lấy 4 trừ 5 thì thầy sẽ được là A cộng B cộng C trừ đi A cộng B cộng C là hết. 3G trừ đi G thì còn lại là 2G bằng 20 trừ đi 14. 20 trừ đi 14 là bằng 6. Như vậy từ đây suy ra G bằng 3. G bằng 3 thì nó chính là Y đó các em. Suy ra Y bằng 3 đó. Y nó chính là số người trả lời được 3 câu, cả 3 câu của cái vòng xét hạch này. Vậy bây giờ thay vào cái biểu thức T. Vậy tóm lại X bằng 10, Y bằng 3. Y bằng 3 thì chúng ta có được là biểu thức T bằng 4X. 4X chính là 4 x 10 cộng 2 x Y bình, có nghĩa là 2 x 3 bình trừ 6 x 3 cộng 3 à, bằng 40 cộng với 2 x 9 là 18 trừ đi 18 cộng với 3. Vậy là 18 trừ 18 hết, đáp án là 43. 40 cộng 3 là 43. Được chưa? Chọn đáp án A. Câu 29A. Được không? 29A nha. Chúng ta tiếp tục câu 30. Trong một cuộc phỏng vấn tuyển nhân sự của một công ty có 50 người nộp CV. Vòng khảo sát ban đầu có 3 câu hỏi. Ai trả lời được 2 câu trở lên sẽ vào vòng sát hạch. Biết rằng thì cũng kê kết quả được thông tin như sau. Rồi bây giờ tương tự như câu 3, như câu 29 thôi. Chúng ta làm cho vòng khảo sát trước. Vòng khảo sát có 50 người, có 3 câu thì đặt là câu 1 này. Câu 1 đặt là tập hợp A. Câu 2 đặt là tập hợp B. Câu 3 đặt là tập hợp C. Câu 3 đặt tập hợp C. Được chưa? Vậy thì chúng ta có là có 6 người trả lời được cả 3 câu. Đặt trong này là 6. 26 người trả lời được câu 1, NA bằng 26. Có 28 người trả lời được câu 2, NB bằng 28. 31 người trả lời được câu 3, NC bằng 31. Được chưa? Rồi, như vậy thì người ta hỏi ở dưới này là X là gì? X là số người đậu vòng khảo sát. Số người đậu vòng khảo sát chính là số người trả lời được 2 câu và số người trả lời được 3 câu. Vậy đặt vào trong này thôi. Đặt A này, đặt B này, đặt C này. Đặt, không đặt X, Y, Z ha. Đặt D này, đặt E này, đặt F đi. Bởi vì đặt X, đặt Y là trùng rồi. Vậy thì chúng ta có thứ nhất NA. NA nó chính là A cộng D cộng Y cộng 6 bằng 26. Rồi tập B, NB chính là B cộng D cộng F. Cái này làm nhiều lần rồi nha, cho nên là thầy viết nhanh, bằng 28. Rồi tập C, tập C chính là cả cái vòng tròn của C thì nó bao gồm C cộng Y cộng F cộng thêm cho 6 nữa thì bằng 31. À, lấy 3 thằng này cộng lại vế theo vế thì thầy được là A cộng B cộng C cộng 2 lần Y cộng D cộng Y cộng F. D cộng Y cộng F bằng cộng với 18, nhưng mà 18 thì chuyển vào vế bên kia luôn. 26 cộng 28 cộng 31 trừ đi cho 18 bằng 67. Bằng 67. Rồi, đặt cái phương trình này là phương trình 1 đi ha. Mà có tất cả là 50 người nộp CV. 50 người nộp CV có nghĩa là NA hợp B hợp C bằng 50. Thì NA hợp B hợp C là cộng hết tất cả những cái yếu tố trong này lại. Thì ta có phương trình thứ hai đó là A cộng B cộng C
cộng y cộng f cộng cộng d cộng y cộng f cộng d cộng y cộng f thì nó sẽ bằng đáng lẽ là cộng 6 nữa, cộng 6 bằng 50, cho nên mẹ số 6 thì chỉ qua luôn là 50 trừ 6, 50 trừ 6 thì còn lại là 44, đặt phương trình này là 2. Như vậy thì từ 1 và 2 chúng ta suy ra đó là A cộng B cộng C bằng và D cộng Y cộng F bằng. À, rồi giải hệ thôi em. Giải hệ phương trình thì phương trình thứ nhất em bấm hệ số 1, 2, 67. Phương trình thứ hai em bấm hệ số 1, 1, 4, 4. Rồi ra 21 và 23. 21, 23. Thế thì người ta nói là ai trả lời được hai câu trở lên mới được vòng sát hạch. Vậy thì số người tham gia vòng sát hạch, số ứng viên mà tham gia vòng sát hạch nha, số người tham gia sát hạch, tham gia vòng sát hạch có nghĩa là vòng 2 á, nó sẽ bằng số người trả lời được hai câu, chính là D cộng Y cộng F là 23, cộng với số người trả lời được 3 câu là cộng với 6, và 23 cộng 6 là 29 người. 29 người. Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu qua vòng sát hạch. Vòng sát hạch thì cũng có 3 câu hỏi. À, bây giờ chúng ta tìm được cái ẩn nào trước đi cái đã. Người ta gọi X là số người đậu vòng khảo sát, mà số người đậu vòng khảo sát chính là số người mà được tham gia vòng sát hạch. Được không? Mà được, phải không ta? Những người đậu vòng khảo sát, vòng khảo sát, sau khi có kết quả vòng khảo sát thì qua vòng sát hạch. Rồi, những người mà đậu vòng khảo sát là những người mà được vào vòng sát hạch đó. Vậy thì X nó bằng 29. Đó, X bằng 29, được một ẩn rồi. Bây giờ đi tìm Y. Tìm Y thì phải qua vòng sát hạch thôi. Vòng sát hạch thì cũng có 3 câu, em cũng vẽ ra tương tự như vậy thôi, không có khác gì hết. Đó. Câu 1 cũng đặt lại tập hợp A đi. Câu 2, bây giờ em đã làm xong cái vòng khảo sát rồi thì coi như là trên mấy cái ẩn ở trên không quan tâm nữa. Câu 2 đặt là tập hợp B. Câu 3 các em đặt là tập hợp C, được chưa? Rồi, vậy thì theo thông tin của vòng sát hạch thì chúng ta có NA bằng 16, 16 người trả lời được câu 1, NB bằng 13, NC bằng 17. Rồi, số người chỉ trả lời được một câu và trả lời được 3 câu là 20. Rồi, để đây, làm giống nãy không? Tương tự thôi. Vậy thì cũng đặt vào nha. Người ta gọi Y là những người trả lời được 3 câu ở vòng sát hạch. Như vậy là cái biến ở trong này là thầy đặt là Y luôn. Rồi. Ở phía ngoài này là A, B, C. Ở chỗ này cũng là D, Y, F như bình thường. Đó. Vậy thì bây giờ tập hợp A là 16 người đúng không? NA là 16. Vậy thì thầy có được phương trình đầu tiên đó là tập hợp A là cả cái vòng tròn của A, nó là A cộng D cộng Y cộng Y bằng 16. Một phương trình. Tập hợp B, NB bằng 13. NB bằng 13 thì thầy có là B cộng D cộng F cộng Y bằng 13. Rồi, rồi cộng lại. Tập hợp C thì nó là C cộng Y cộng F cộng Y bằng 17. Vậy thì lấy cả ba phương trình này cộng lại với nhau thì thầy được là A cộng B cộng C nè. Rồi, D cộng D là 2D, Y cộng Y là 2Y, F cộng F là 2F, phải đặt ra 2, Y, D cộng Y cộng F, D cộng Y cộng F, cộng Y cộng Y cộng Y là 3Y, bằng 16 cộng 13 cộng 17, 46. Rồi, để đó, đặt phương trình này là phương trình, hồi nãy là 1, 2 rồi. Nãy trên là 1, 2 rồi đúng không? Đặt phương trình này là phương trình 3 đi. Để đó nha. Rồi bây giờ chúng ta có là tiếp tục. Chúng ta có số người chỉ trả lời được một câu. Số người chỉ trả lời được một câu đó là A cộng B cộng C. Và số người trả lời được 3 câu là 20. Số người trả lời được 3 câu là Y. Thì chúng ta có A cộng B cộng C cộng với Y bằng 20. Được chưa? Đặt phương trình này là phương trình 2. Những cái nào mà thầy ngoặc lại thì xem như đó là một biến đó nha các em. Đặt phương trình này là phương trình 4. Rồi lại có tổng số người tham gia vòng sát hạch là 29. Tổng số người tham gia vòng sát hạch đó là A cộng B cộng C, rồi cộng với D cộng Y cộng F, rồi cộng với Y, thì
nó bằng 29. Đó. Mà chúng ta có A cộng B cộng C cộng Y, cái này cộng với thằng này là bằng 20 rồi. Vậy thế xuống dưới, như vậy là 20 cộng với D cộng Y cộng F bằng 29. Đó. Thì tương đương D cộng Y cộng F bằng 29 trừ 20 bằng 9. Được chưa? Vậy là có D cộng Y cộng F rồi. Vậy thì bây giờ mình sẽ thay lên trên. Thì thầy được là đó, suy ra nha. Thay vào cái số 3 á, từ 3 suy ra A cộng B cộng C, D cộng Y cộng F nó là 9, như vậy là nhân với 2 cộng với 2 nhân 9 cộng 3y bằng 46. Như vậy tương đương A cộng B cộng C rồi cộng với 3y nó bằng 46 trừ đi 18, 46 trừ đi 18 là bằng 28. Kết hợp với cái phương trình 2, kết hợp với cái phương trình số 4 nhé. Kết hợp với phương trình số 4 thì thầy được hệ đó là A cộng B cộng C cộng Y bằng 20 nữa. Đó. Vậy lấy hai phương trình này trừ nhau. Đó. Lấy phương trình 5 trừ đi phương trình 6, phương trình số 4. Phương trình 5 trừ đi phương trình 4. Lấy phương trình 5 trừ đi phương trình 4, được chưa? Thì chúng ta suy ra hai thằng này mà trừ nhau, nghĩa là A cộng B cộng C trừ đi A cộng B cộng C là hết. 3Y trừ đi Y thì còn lại là 2Y bằng 28 trừ 2 bằng 8. Như vậy suy ra Y bằng mấy? Y bằng 4. À, được chưa? Vậy có Y bằng 4, X bằng 29 rồi, Y bằng 4 rồi. Vậy bây giờ thay vào biểu thức T. T sẽ bằng, biểu thức T là biểu thức này nè. 4 nhân X là 4 nhân 29, cộng 2 nhân Y bình là 2 nhân 4 bình, trừ 6 nhân Y là 6 nhân 4 cộng với 3. Đó, bằng. Rồi, bấm máy tính một lần luôn đi. 4 nhân 29 cộng với 2 nhân 4 bình phương trừ 6 nhân 4 cộng với 3 bằng 127. 127, chọn đáp án C. Được chưa? Vậy thì câu 30 đáp án C. Rồi, như vậy là thầy vừa mới hoàn thành xong 20 câu còn lại trong cái chủ đề trong nhóm 2, 30 câu bài toán biểu đồ Venn. Các em xem và sửa vào, có gì thắc mắc các em để lại bình luận cho thầy.